Trở lại với vai tổng tài điển trai Hàn Đình trong phim Em đẹp hơn cả ánh sao, Hứa Khải đã tạo nên cơn sốt khắp các diễn đàn mê phim Hoa ngữ. Trong đó, phản ứng hóa học bùng nổ của anh và nữ chính Đàm Tùng Vận khiến cư dân mạng đứng ngồi không yên. Tuy nhiên, đây không phải lần đầu Hứa Khải được khen đẹp đôi khi đóng cặp cùng bạn diễn nữ. Trong video này, hãy cùng Cbiz Phim điểm lại những người tình màn ảnh của Hứa Khải được các mọt phim yêu thích nhất nhé. Bạch Lộc, phim Chiêu Diêu và Học viện Quân sự Liệt Hỏa. Hứa Khải và Bạch Lộc đều là diễn viên thuộc công ty chủ quản Hoan Ngu Ảnh Thị, cả hai đã có khá nhiều lần hợp tác cùng nhau. Trong đó, hai dự án Chiêu Diêu năm 2018 và Trường Quân sự Liệt Hỏa năm 2019 đã đem lại hiệu ứng vô cùng bùng nổ. Bộ phim Chiêu Diêu được chuyển thể từ tiểu thuyết ngôn tình hài hước Chiêu Diêu của Cửu Lộ Phi Hương. Phim kể về nữ ma đầu nổi danh thiên hạ Lộ Chiêu Diêu, người đã lập lên môn phái Lục Vạn Môn, giết người phóng hỏa, không việc xấu nào là không làm. Trong một lần vô tình, Chiêu Diêu đã cứu mạng Mạc Thanh để rồi sau đó bị chính hắn vô tình hại chết. Chiêu Diêu ôm theo mối hận này làm hồn ma vất vưởng không thể siêu thoát. Tình cờ có cô nương Cầm Chỉ Yên đi ngang qua, Chiêu Diêu đã mượn thể xác vị cô nương này trở về thế gian, sau đó lập kế hoạch tiếp cận Mạc Thanh để trả thù. Vì vậy, ban ngày Chỉ Yên là cô gái hiền lành dịu dàng, đến tối Chiêu Diêu nhập xác thì lại tìm cách quyến rũ Mạc Thanh, xúi dục hắn điều hành Lục Vạn Môn làm nhiều chuyện ác. Mặc cho Chiêu Diêu hận Mạc Thanh đến đâu, muốn giết hắn cỡ nào, Mạc Thanh cũng chấp nhận hết, chỉ cần giữ được nàng ở bên. Cuối cùng Chiêu Diêu có nhận ra rằng Mạc Thanh đã biết rõ thân phận của nàng. Và những năm qua hắn luôn đến thăm mộ nàng bởi vì thầm yêu nàng sâu sắc, hiểu lầm của cả hai khi đó cũng được hóa giải và hạnh phúc bên nhau. Sau Chiêu Diêu, Bạch Lộc và Hứa Khải tiếp tục hợp tác với nhau trong bộ phim lấy bối cảnh thời dân quốc là Học viện Quân sự Liệt Hỏa. Bộ phim xoay quanh thiếu nữ Tạ Tương, một cô gái có tình yêu to lớn với đất nước, cùng một lòng nhiệt huyết muốn đóng góp công sức cho cuộc chiến kháng Nhật. Vậy là cô đã quyết định nữ cải trang nam, ghi danh vào Học viện Quân sự. Ở đây, Tạ Tương gặp gỡ chàng công tử bất cần đời Cố Yến Tranh và nam thần trầm lặng chín chắn Thẩm Quân Sơn. Tạ Tương với Cố Yến Tranh là bạn cùng phòng, gặp nhau là gây chuyện gà bay chó sủa. Còn Thẩm Quân Sơn lại luôn hết lòng giúp đỡ người anh em này. Cô bạn thân của Tạ Tương là người duy nhất biết bí mật của cô. Tạ Tương cải trang nam trong Trường Quân sự, vừa phải che giấu thân phận vừa phải cố gắng gấp đôi người khác để rèn luyện và vượt qua được các kỳ kiểm tra. Trải qua vô số các biến cố giờ khóc giờ cười, Tạ Tương không chỉ giành được thành tích tốt, mà còn vô tình lấy được cả trái tim của hai vị bạn học thân thiết kia. Lúc này, một cuộc chiến nữa lại nổ ra, nhưng là trên tình trường giữa Cố Yến Tranh và Thẩm Quân Sơn để giành lấy trái tim của Tạ Tương. Thời điểm phát sóng, cả hai tác phẩm này thu về hiệu quả rất tốt và trở thành bước đệm giúp hai diễn viên trẻ được công chúng biết đến. Đến tận thời điểm hiện tại, Chiêu Diêu và Học viện Quân sự Liệt Hỏa vẫn là tác phẩm tiêu biểu trong sự nghiệp diễn viên của Hứa Khải và Bạch Lộc. Cũng bởi vì quá đẹp đôi trong phim, Hứa Khải và Bạch Lộc nhiều lần vướng tin đồn phim giả tình thật. Tuy hai diễn viên chưa từng lên tiếng về tin đồn này, nhưng phản ứng hóa học bùng nổ trên màn ảnh đã giúp bộ đôi thu hút lượng lớn fan couple. Ngô Cẩn Ngôn, phim Diên Hy Công Lược và Thượng Thực. Diên Hy Công Lược có nội dung xoay quanh nhân vật nữ chính Ngụy Anh Lạc do Ngô Cẩn Ngôn thủ vai, cô vốn xuất thân từ một nữ tử phường May, nhưng đã từng bước thông minh hóa thân thành Phượng Hoàng nhờ vào sự thông minh tài trí, chinh phục lòng người. Câu chuyện bắt đầu vào thời Càn Long thứ 6, thiếu nữ Ngụy Anh Lạc tiến cung vì muốn tìm hiểu nguyên nhân cái chết của tỷ tỷ. Nhờ sự khôn khéo tài trí, Ngụy Anh Lạc đã phát hiện ra Vương gia Hoàng Chú là người có liên can lớn nhất. Nhưng do thấp cổ bé họng không thể làm gì được, nên cô đã nương nhờ vào Phú Sát Hoàng hậu và trở thành tâm phúc của người. Thù cũ báo được thì thù mới lại đến, những hiểu lầm cùng mưu kế trong Tử Cấm Thành cũng nhiều hơn. Nhưng đến cuối cùng, bản lĩnh, trí tuệ và nhân cách đã giúp cho Ngụy Anh Lạc trở thành lệnh phi một trong những tri kỷ sâu sắc của ông vua đào hoa nhất nhà Thanh. Năm Càn Long 60 đã phong con trai Ngụy Anh Lạc là Thập Ngũ A Ca Vĩnh Diễm thành hoàng thái tử và truy phong lệnh ý Hoàng Quý Phi thành Hiếu Nghi hoàng hậu. Trong Diên Hy Công Lược, Hứa Khải đóng vai Phú Sát Phó Hằng, là ý trung nhân của Ngụy Anh Lạc từ khi còn là một cung nữ nhỏ bé. Nhưng sau này, nàng vì muốn điều tra chân tướng cái chết của tỷ tỷ và hoàng hậu mà bước vào con đường tranh sủng, làm phi tần của Càn Long. Phú Sát Phó Hằng dù yêu cũng chỉ có thể âm thầm đứng sau bảo vệ Ngụy Anh Lạc mà thôi. Theo đó, khán giả vô cùng tiếc nuối cho mối tình chóng nở sớm tàn của Phó Hằng và Ngụy Anh Lạc. Dù xuyên suốt bộ phim, hai nhân vật chưa từng bày tỏ tình cảm cho đối phương nhưng khán giả vẫn cảm nhận được tình yêu của hai người. Sau Diên Hy Công Lược, Ngô Cẩn Ngôn và Hứa Khải tiếp tục tái hợp trong bộ phim Thượng Thực. Bộ phim khai thác đề tài về ẩm thực Trung Hoa thời nhà Minh, xoay quanh nhân vật chính là cung nữ Diêu Tử Khâm, một người có tài nấu nướng nhưng lại không thích trốn cung đình nhiều lễ nghĩa. Cô chỉ muốn làm việc qua loa cho xong.
nhưng sau đó nàng đã gặp và yêu thiên tài ẩm thực Tô Nguyệt Hoa. Từ đây tình yêu với ẩm thực của Diêu Tử Khâm cũng được khơi dậy, hai người cùng nhau nghiên cứu, sáng tạo ra những món ăn mới lạ đi vào sử sách sau này. Dù tác phẩm này không gây được tiếng vang lớn nhưng người hâm mộ vô cùng mãn nguyện khi Hứa Khải và Ngô Cẩn Ngôn có thể tiếp tục câu chuyện còn dang dở trong Diên Hy Công Lược. Châu Đông Vũ, phim Thiên Cổ Quyết Trần. Thiên Cổ Quyết Trần chuyển thể từ tiểu thuyết thượng cổ của tác giả Tinh Linh do Hứa Khải và Châu Đông Vũ đóng chính, kể về câu chuyện tình yêu khắc cốt ghi tâm vượt qua ngàn năm của hai vị chân thần là Thượng Cổ và Bạch Quyết. Thượng Cổ sinh ra là thần chủ của hỗn độn, với số mệnh phải lấy thân ứng kiếp, hóa giải hỗn độn kiếp, sinh ra nhân gian và tan biến mãi mãi. Nhưng Bạch Quyết vì tình yêu với nàng đã dùng 6 vạn năm để tu luyện hỗn lực, tìm kiếm nguyên thần, hồn phách của Thượng Cổ để hồi sinh cho nàng. Thượng Cổ sống lại trong danh phận của hậu trì, không còn ký ức, vô ưu vô lo làm tiểu thần quân của cung Thanh Trì. Nhưng rồi nàng lại gặp Thanh Mục, là nguyên thần của Bạch Quyết hóa thành. Nhân duyên tiền kiếp nối dài, hậu trì và Thanh Mục gặp nhau liền biến lạ thành quen, viết tiếp câu chuyện tình giang dở nhiều dây dứt của Thượng Cổ và Bạch Quyết ở kiếp trước. Ban đầu có nhiều người chê cặp đôi đũa lệch Hứa Khải và Châu Đông Vũ diễn xuất không ăn ý và cũng không có chút phản ứng tình yêu nào cả. Nhưng đó chỉ là những tập đầu, khi Bạch Quyết còn chưa biết Thượng Cổ là ai, hai người còn găng nhau như nước với lửa. Cho đến khi Thượng Cổ rung động vì Bạch Quyết hay Bạch Quyết bắt đầu quan tâm đến nàng, cảm xúc giữa hai người rõ ràng đến mức cả thần giới đều nhìn ra. Phản ứng hóa học giữa Hứa Khải và Châu Đông Vũ càng về sau càng ngọt ngào và biến hóa liên tục. Thậm chí ở hậu trường hay trong phỏng vấn, sự tương tác giữa hai người cũng vô cùng tốt khiến các fan kêu gào đẩy thuyền. Cảnh điểm, phim Lạc Du Nguyên. Cốt truyện của Lạc Du Nguyên là sự kết hợp giữa quyền đấu và tình cảm lãng mạn. Nam chính Lý Nghi, do Hứa Khải thủ vai, có thân phận là hoàng tôn cao quý, cũng là một người vô cùng đa mưu túc trí, nhưng lại giả vờ ngây thơ để đứng ngoài cuộc tranh quyền đoạt vị, an phận trấn thủ biên quan. Không ngờ triều đình biến loạn, hoàng quyền sụp đổ, Lý Nghi thoáng chốc trở thành người duy nhất có thể vãn hồi cục diện, gánh trên vai trọng trách bình định thiên hạ. Trong khi đó, nữ chính Thôi Lâm, do Cảnh Điềm, là con gái đại tướng quân Thôi Ỉ. Nàng tài sắc song toàn lại còn có tài dùng binh, lòng nuôi chí lớn và luôn đấu tranh để phá bỏ định kiến xã hội. Lý Nghi và Thôi Lâm, mỗi người một mục đích, một đội quân, không hẹn mà gặp bị cuốn vào vòng xoáy tranh đoạt. Họ từ địch thành bạn, nảy sinh tình cảm, trải qua vô số mưu toan tranh đấu để rồi tìm được lý tưởng chung, viết nên chuyện tình đẹp của hai kẻ tài trí vô song. Chuyển thể từ nguyên tác cùng tên của Phỉ Ngã Tư Tồn, Lạc Du Nguyên đặt tình yêu của cặp đôi chính vào bối cảnh tranh đấu hoàng quyền, binh biến loạn lạc. Phim không dùng quyền đấu ngây ngô để làm nền cho tuyến tình cảm, mà thật sự khai thác nhiều khía cạnh của cuộc chiến, bày biện hàng loạt âm mưu, qua đó làm bật lên tài năng của từng nhân vật. Cả Hứa Khải lẫn Cảnh Điềm đều là những diễn viên nổi tiếng với nhan sắc nổi bật, nhưng phong độ diễn xuất lại thất thường. Vì thế, màn hợp tác ăn ý của cặp đôi trong Lạc Du Nguyên lần này đã khiến nhiều khán giả bất ngờ và dành nhiều lời khen ngợi. Dù cách nhau 7 tuổi, cộng đồng mạng đều nhận xét đây là một trong những cặp đôi có tương tác màn ảnh ổn áp nhất năm 2023. Dương Tử, phim Thừa Hoan Ký. Đầu năm 2024, Hứa Khải sánh vai cùng Dương Tử trong bộ phim hiện đại Thừa Hoan Ký. Bộ phim xoay quanh cuộc sống của cô gái Mạch Thừa Hoan do Dương Tử thủ vai, người đang bị mắc kẹt trong các mối quan hệ với gia đình, công việc và tình cảm cá nhân. Thừa Hoan vốn là một người con ngoan ngoãn, rất biết nghe lời mẹ, nhưng nhiều biến cố xảy đến đã khiến cô phải xem xét lại sự kìm kẹp thái quá của mẹ đối với mình. Sau khi chia tay bạn trai lâu năm, Thừa Hoan tập trung vào công việc hơn, từng bước thăng tiến. Trong phim Hứa Khải vào vai Diêu Chí Minh, người đã ở bên cạnh giúp đỡ Mạch Thừa Hoan khi cô liên tục gặp nhiều vướng mắc trong công việc và cuộc sống riêng tư. Từ hai con người xa lạ, họ dần nảy sinh tình cảm. Diêu Chí Minh và Mạch Thừa Hoan cùng nắm tay nhau, vượt qua những thử thách trong cuộc sống. Trong Thừa Hoan Ký, chuyện tình của Mạch Thừa Hoan và Diêu Chí Minh được xây dựng rất có chiều sâu, mang đến cảm giác tình yêu chữa lành của những người trưởng thành. Mối quan hệ phức tạp giữa thế hệ trước đã đặt Thừa Hoan và Diêu Chí Minh vào tình huống buộc phải hòa thuận, bảo vệ lẫn nhau. Từ chỗ miễn cưỡng chấp nhận, hai người dần học cách cảm thông cho hoàn cảnh của đối phương. Nếu như Thừa Hoan luôn tỏ ra mạnh mẽ, bình thản để che giấu sự thất vọng, hoang mang bên trong, thì Diêu Chí Minh cũng chọn khoác lên mình vỏ bọc chín chắn, hào sảng để giấu đi sự thiếu thốn cùng những tổn thương tình cảm từ gia đình. Vậy nên khi đến với nhau, thứ họ trao đi không chỉ là tình yêu, mà còn bao hàm cả sự thấu hiểu sâu sắc và cảm giác ấm áp, bao dung vô tận của gia đình. Ở dự án này, Hứa Khải và Dương Tử đã có màn kết hợp khá ăn ý, đem đến cho khán giả một câu chuyện tình đầy ngọt ngào và ấm áp. Đàm Tùng Vận, phim Em Đẹp Hơn Cả Ánh Sao. Em Đẹp Hơn Cả Ánh Sao được chuyển thể từ tiểu thuyết Bắc Kinh Nào Đẹp Bằng Em của Cửu Nguyệt Hy.
Tác giả cũng tham gia vào quá trình biên kịch cho phim sau khi Em đẹp hơn ánh sao phát sóng. Bộ phim đã ngay lập tức lôi cuốn người xem bởi nhịp độ nhanh, nội dung lôi cuốn và nhất là chemistry bùng nổ của cặp đôi Đàm Tùng Vận và Hứa Khải. Bộ phim Em đẹp hơn cả ánh sao xoay quanh câu chuyện tình yêu giữa Kỳ Tinh do Đàm Tùng Vận thủ vai và Hàn Đình do Hứa Khải thủ vai. Kỳ Tinh là một cô gái xinh đẹp, mạnh mẽ và là một kỹ sư chế tạo robot tài giỏi, là một nhân viên ưu tú đang làm việc tại công ty công nghệ Quảng Hòa. Cô luôn làm việc chăm chỉ để mong kiếm đủ tiền mua nhà và kết hôn với bạn trai lâu năm là Thiệu Nhất Thần. 10 năm trước, Hàn Đình là học trưởng của Kỳ Tinh. Họ vừa là bạn bè vừa là đồng đội đã giành cúp vàng về công nghệ chế tạo robot. 10 năm sau, Hàn Đình trở về sau khi du học Đức, anh cũng tiếp nhận vị trí tổng giám đốc công ty y tế Đông Dương. Hàn Đình không chỉ đẹp trai, lạnh lùng mà còn là một tinh anh trong giới kinh doanh, một người quyết đoán trên thương trường. Ngày đầu nhận chức, anh tình cờ gặp lại Kỳ Tinh nhưng giả vờ không nhận ra cô. Điều này khiến Kỳ Tinh vô cùng khó chịu, không biết rằng Hàn Đình đã thầm thích cô từ 10 năm trước và từng muốn tỏ tình với cô. Khi gặp lại nhau, Kỳ Tinh không ngờ rằng Hàn Đình lại chính là chủ đầu tư của công ty nơi cô làm việc. Trong lễ mừng công, Kỳ Tinh bị một cấp trên quấy rối nên cô đã quyết báo cảnh sát. Trợ lý của Hàn Đình ra mặt giúp đỡ cô, khiến cả công ty bắt đầu cô lập Kỳ Tinh. Không chấp nhận sự bất công, Kỳ Tinh quyết định nghỉ việc và bắt đầu tự khởi nghiệp. Sự việc này cũng khiến mối quan hệ của cô với bạn trai Thiệu Nhất Thần trở nên lạnh nhạt và dẫn đến chia tay. Kỳ Tinh là một cô gái giỏi tay nghề nhưng mối quan hệ xã hội lại quá đơn thuần, vì vậy quá trình khởi nghiệp của cô gặp nhiều khó khăn. Trải qua một số thất bại trong quá trình phát triển sản phẩm, mối quan hệ của Kỳ Tinh và Hàn Đình cũng dần thay đổi, vừa là đối tác thương mại vừa là thầy, sau đó trở thành những người bị đối phương thu hút lẫn nhau, dần nảy sinh tình cảm. Sự nghiệp của Kỳ Tinh lần nữa xảy ra biến cố, cùng lúc đó tình yêu giữa cô và Hàn Đình cũng bắt đầu đầy những nguy cơ. Cuối cùng, dưới sự khích lệ của bạn bè, Kỳ Tinh lấy lại sự tự tin, đối đầu với áp lực chồng chất dẫn dắt công ty thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn. Cô cũng từng bước thực hiện ước mơ và tìm thấy tình yêu đích thực của đời mình. Truyền thông xứ Trung đánh giá, sự thành công của bộ phim Em đẹp hơn cả ánh sao không thể không kể đến bộ đôi diễn viên chính Đàm Tùng Vận và Hứa Khải. Sự kết hợp lần đầu tiên giữa Đàm Tùng Vận và Hứa Khải đã mang đến cảm giác ngọt ngào, bùng nổ cho khán giả bất chấp sự chênh lệch tuổi tác giữa hai bên. Đàm Tùng Vận tiếp tục chứng minh khả năng hách tuổi lẫn nét diễn tự nhiên ở Em đẹp hơn ánh sao. Sự trẻ trung, tươi sáng, nhiệt huyết của Đàm Tùng Vận đã cân bằng khoảng cách tuổi tác giữa cô và Hứa Khải. Về phần nam chính Hứa Khải, khi chốt vai cho Em đẹp hơn cả ánh sao, fan nguyên tác lo ngại Hứa Khải có gương mặt quá non trẻ để vào vai một tổng tài trưởng thành, rắn giỏi, thâm trầm như Hàn Đình. Nhưng sau khi Em đẹp hơn ánh sao lên sóng, dân tình bắt đầu đổi chiều và công nhận Hứa Khải là một Hàn tổng quá đẹp. Khí chất lẫn ngoại hình đều như Hàn Đình bước ra từ tiểu thuyết. Có thể nhận thấy năm 2024, sự nghiệp của Hứa Khải có nhiều bước tiến triển khi những tác phẩm của anh được công chúng đón nhận. Cùng chờ xem Hứa Khải và Đàm Tùng Vận tiếp tục vẽ nên chuyện tình đẹp như cổ tích trong Em đẹp hơn cả ánh sao nhé!